Cách hỏi nhắn không rep lại, cách khắc phục không phải clone. Tại vì bây giờ đang có rất nhiều bạn nhầm là các bạn chạy quảng cáo Meta mà khách hàng nhắn tin mà các bạn nghĩ rằng đấy là khách clone, nhưng mà đấy không phải đâu các bạn. Lý do tại sao khách lại không trả lời lại, các bạn toàn nghĩ là khách clone rồi do target này nọ, là bởi vì bây giờ thị trường rất nhiều người bán, cạnh tranh rất cao, và các bạn chạy quảng cáo là các bạn tiếp cận khách hàng lạnh, có khách hàng lạnh, khách hàng ấm và khách hàng nóng, nó có ba cấp độ như vậy. Thì khách hàng lạnh là khách hàng trước đó chưa biết gì về các bạn, chưa biết gì về sản phẩm, chưa biết gì về uy tín, chưa biết gì về dịch vụ, chưa biết gì về quy mô thương hiệu, chưa trải nghiệm sản phẩm các bạn bao giờ. Khách hàng nào đã bỏ tiền ra cho các bạn và đã hài lòng về sản phẩm, đã thanh toán cho cái sản phẩm dịch vụ các bạn và đã hài lòng thì thường có xu hướng dễ dàng mua thêm những cái sản phẩm tiếp theo. Thế nhưng mà bây giờ khách hàng chưa được trải nghiệm, họ chưa biết cái gì, thì đấy gọi là khách hàng lạnh. Và khi thế chúng ta cần phải giáo dục. Cái việc các bạn chạy quảng cáo Messenger nó sẽ không bằng chạy quảng cáo chuyển đổi, ở chỗ là chuyển đổi nó sẽ giáo dục khách hàng tốt hơn. Chạy quảng cáo chuyển đổi từ một cái video nào đó chúng ta chuyển sang landing page, và trong landing page đó nó sẽ có một cái lộ trình. Landing page các bạn làm càng ngon càng ok, đừng có làm đơn giản quá, nó càng có một cái lộ trình giáo dục khách hàng càng tốt thì chúng ta càng dễ chốt đơn, tỷ lệ chốt nó càng cao. Thế còn Messenger thì khác. Messenger chúng ta phụ thuộc vào kênh gửi tin nhắn. Thế thì bây giờ các bạn cần phải có một cái lộ trình để giáo dục khách hàng một cách dần dần, và các bạn phải hiểu về tâm lý học và về chốt sale, nguyên tắc trong chốt sale. Tôi có một vài video về sale. Và thứ hai nữa là cái định dạng content. Khi các bạn chạy, các bạn phải chạy nhiều định dạng content. Các bạn có thể tập trung nhiều vào video nữa giúp tôi, bởi video nó sẽ giúp khách hàng trải nghiệm được trọn vẹn hơn là hình ảnh tĩnh. Hình ảnh vẫn phải chạy, nhưng mà chúng ta nên chạy cả hình ảnh cả video. Hình ảnh video chúng ta có thể thử chạy quảng cáo chuyển đổi, còn nếu chạy qua tin nhắn không thì chúng ta phải chạy nhiều định dạng, chúng ta phải có nhiều nội dung để chúng ta giáo dục khách hàng tốt hơn. Và cái tiếp theo nữa đó là chúng ta cần phải có một cái lộ trình để tư vấn khách hàng, chăm sóc lại, bám đuổi, tăng giá trị, sau đó mới chốt đơn. Nó cũng giống như là đi đường lên đỉnh Olympia ấy. Nó cũng có khởi động, nó cũng có vượt chướng ngại vật, cũng có tăng tốc và cũng có về đích, chứ không phải các bạn bây giờ đang khởi động, khách hàng còn chưa khởi động, còn chưa biết các bạn là ai, báo một phát, báo kẹt một phát xong giá xong rồi muốn họ mua ngay, làm sao mà chuyển đổi được nhiều. Cho nên tôi lên cái video là gì, giá trị đi trước giá bán. Các bạn vẫn báo giá, tôi có nói các bạn không báo giá đâu, nhưng các bạn phải cho khách hàng biết à cái giá trị của sản phẩm họ nhận được. Các bạn phải liệt kê ra được một vài thứ. Các bạn mỗi lần các bạn nhắn tin cho khách hàng, các bạn phải đưa ra thêm thông tin mới. Thì ông Zig Ziglar ấy, ông mà vua bán hàng nước Mỹ, bây giờ nhiều người người ta chỉ biết đến Blazinger thôi, nhưng mà thế hệ tôi ngày trước đọc sách là tôi học được các thứ là toàn từ ông Zig Ziglar thôi. Các bạn nên tìm lại, ông đấy là ông vua bán hàng, và tất cả những ông sau này là cũng chỉ copy ông ấy thôi nhá. Thì ông Zig Ziglar, ông ấy nói một câu là khách hàng luôn luôn đưa ra quyết định mới dựa trên những thông tin mới, cho nên các bạn luôn luôn phải có những thứ mới để các bạn tư vấn cho khách hàng. Tại vì khi mà khách hàng đã say no trong đầu, trong tiềm thức khách hàng nói no rồi này, các bạn báo giá chắc chắn khách hàng sẽ không mua, năn nỉ các thứ khách hàng không mua. Nhưng các bạn phải đưa cho những cái giá trị mới, những cái lợi ích mới, những thông tin mới về sản phẩm, về thương hiệu, về thành tựu, thì lúc đó mới thay đổi được cái quyết định no trong đầu của họ.